Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Quá hạn nộp phạt sẽ bị gửi cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm. Sau 2 tháng thực hiện xử lý xe quá tải, quá kích thước thành thùng. Từ ngày 21 tháng 5, nếu quá 20 ngày gửi thông báo mà người vi phạm không đến giải quyết, thông tin xe vi phạm được gửi đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo. Theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an, xe ô tô bị ghi nhận vi phạm giao thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật, hình ảnh, video bị xử phạt nguội. Trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm nhằm phối hợp xử lý vi phạm. Trình tự ghi nhận vi phạm cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm như sau. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm gửi thông báo yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan đến trụ sở hoặc trụ sở công an cấp huyện, xã, nơi cư trú để giải quyết. Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo, người vi phạm không đến giải quyết, thông tin về phương tiện vi phạm được đăng lên trang điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông, đồng thời gửi thông báo, cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm. Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết đơn vị vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh, đoạn Vinh-Nha Trang và đoạn Nha Trang-Sài Gòn trên tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang-Sài Gòn có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh có địa điểm xây dựng qua địa phận các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 96 của Giám đốc Công an Thanh Hóa về cao điểm xử lý tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đến nay, những vi phạm về quá tải, quá kích thước thành thùng đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm có các mỏ vật liệu xây dựng và công trình thi công san lấp, đặc biệt là khu vực điểm ra của các mỏ khai thác khoáng sản để kiểm tra xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm về tải trọng, chứa hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài của xe, cải tạo cơi nới kích thước thành thùng xe. Sau 2 tháng thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 1.460 trường hợp xe tải vi phạm, xử phạt và cưỡng chế cắt thành thùng 932 trường hợp. Với việc xử lý nghiêm túc và quyết liệt của lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh, có thể thấy những chuyển biến rõ rệt nhất trên các tuyến giao thông. Tình trạng xe chở quá tải trọng đã được kiểm soát, xe cơi nới thành thùng cơ bản bị loại bỏ. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Có thể nói rằng sau 2 tháng thực hiện kế hoạch số 96 của Giám đốc Công an tỉnh về cái xử lý vi phạm cái tải trọng và kích thước thành thùng thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thanh Hóa cơ bản được giữ vững ổn định. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương trong thời gian gần đây là do cái việc các doanh nghiệp chấp hành tốt hơn nên kết quả xử lý dần dần là cũng ít dần đi. Cho nên là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tham mưu giám đốc và tiếp tục chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường cái xử lý, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung thực hiện tốt cái kế hoạch 96 của giám đốc công an tỉnh về cái xử lý đối với cái việc chở quá tải và cải tạo kích thước thành thùng trên địa bàn toàn tỉnh. Những kết quả tích cực trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Hy vọng những kết quả này sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy, hướng tới việc ngăn chặn và từng bước chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm của xe quá khổ, quá tải, quá kích thước thành thùng trên toàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.